này vẫn là chủ đề gọi giấc mơ về. Với mong muốn được tỏa sáng trên sân khấu lớn, chúng ta cùng chào đón ba cô gái với ba ngành nghề khác nhau. Đó là dược sĩ Phương Hòa, cô gái trẻ sáng tạo nội dung trên nền tảng xã hội Hiếu Kiên, và cô gái bán hàng qua mạng xã hội Cẩm Hà. Mỗi người một phong cách, một cá tính riêng, và họ sẽ mang đến những bất ngờ thú vị cho quý khán giả. Một sự lột xác ngoạn mục luôn. Anh phải ghi nhận là cái sự nỗ lực của em. Tất cả những tình cảm, cái nội lực và tất cả những cái gì đó thể hiện ra. Chúc mừng em với tròn trái tim của tôi. Chúng ta sẽ cùng đón xem chương trình Người Hát Tình Ca sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau, thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.